Chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Đây là một nội dung khá đơn giản nhưng rất quan trọng, chúng ta sẽ sử dụng xuyên suốt trong chương trình học kỳ 2 của lớp 11 cũng như là khi chúng ta bước sang lớp 12. Chúng ta có một số kiến thức cần nắm, sau đó chúng ta sẽ giải quyết bài tập số 1, bài tập số 2. Các bài tập này chủ yếu để chúng ta làm quen với việc xác định góc đường mặt cũng như là tính toán. Chúng ta có một bài tập tự luyện. Đây chính là các nội dung sẽ được thực hiện ở các video sau. Những nội dung này rất phù hợp để chúng ta ôn tập khi chúng ta lên 12 cũng như là chúng ta cần tư liệu để chúng ta ôn tập khi chúng ta thi tốt nghiệp. Chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta đi vào phương pháp xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Ở đây thầy lưu ý, chúng ta loại trừ hai trường hợp. Thứ nhất, đó là đường thẳng song song hoặc là nằm trên mặt phẳng, thì khi đó góc giữa đường mặt nó là bằng 0 độ. Và loại thứ hai là nếu mà đường thẳng vuông góc với mặt phẳng thì góc là 90 độ. Chúng ta chỉ trừ hai trường hợp đó ra. Chúng ta đi vào phương pháp bước thứ nhất là chúng ta đi tìm giao điểm. Đường thẳng AB giao với mặt phẳng tại điểm B. Bước thứ hai, từ một điểm phù hợp trên đường thẳng, ví dụ từ điểm A, chúng ta thấy có thể dựng được đường thẳng vuông góc với mặt phẳng B. Chúng ta dựng AH vuông góc với mặt phẳng B tại H. Thì khi đó BH là hình chiếu vuông góc của AB lên mặt phẳng ABCD. Góc giữa AB và mặt phẳng suy ra nó bằng góc giữa AB và BH. Bởi vì theo định nghĩa, góc giữa đường mặt nó chính là góc giữa đường và hình chiếu vuông góc của đường lên mặt phẳng. BH chính là hình chiếu vuông góc của AB. Thì suy ra, góc giữa AB với mặt nó chính là góc giữa AB và BH. Nếu chúng ta làm tự luận thì chúng ta sẽ trình bày như thế nào? Chúng ta có thể trình bày theo các bước như sau. Đầu tiên, tìm giao điểm, đây chính là bước thứ nhất. AB giao với mặt phẳng B tại điểm B. Bước 2. Từ A, chúng ta dựng AH vuông góc với mặt phẳng B tại điểm H. Ở đây, có bài thì sẽ có sẵn và có bài chúng ta phải đi tìm, dựng và chứng minh. Suy ra góc giữa AB và mặt phẳng là góc giữa AB và hình chiếu là góc ABH. Khi chúng ta đã quen và ở một số lớp, chúng ta có thể là bỏ qua bước này. Tức là nếu chúng ta thấy quá đơn giản thì góc giữa AB với mặt phẳng chúng ta chuyển về góc ABH luôn. Đó chính là góc này. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bài tập đầu tiên. Bài tập số 1. Cho hình chóp X ABCD có đáy ABCD là hình nhọt. Chúng ta đi vào vỉ hình. Đầu tiên, chúng ta vẽ đáy trước. AB và AD ở đây nó chính là nhất đức. Bởi vì khi chúng ta đã vẽ quen thì chúng ta sẽ nhận thấy được điều đó. Đường cao chúng ta nên vẽ thẳng đứng lên, có thể là XA, có thể là XD hay là XO hay là XH. Đường cao tốt nhất chúng ta nên vẽ thẳng đứng để cho hình chúng ta dễ nhìn thấy. Đây chính là điểm S. Chúng ta nối lại. Chúng ta ký hiệu các góc vuông. XA vuông góc với đáy, suy ra nó sẽ vuông tại đây. Đáy là hình chữ nhật. Trước khi đi vào xác định góc thì như những bài trước thầy có nói, chúng ta phải nhìn thấy được những đường nào vuông góc với mặt nào để phục vụ cho những cái câu sau. Dù bài này không yêu cầu chứng minh góc và đường vuông góc với mặt gì cả, nhưng chúng ta phải nhận thấy điều đó trước khi chúng ta làm bài. Thay ngay AD và BC
nó sẽ cùng vuông góc với mặt phẳng XAB. Ở video trước thầy đã có nói AB và CD sẽ cùng vuông góc với mặt phẳng XAD. Đây là điểm ta phải nhìn thấy ngay từ đầu. Chúng ta đi vào câu A. Xác định góc giữa SC và mặt phẳng ABCD. Bước thứ nhất, tìm giao điểm SC giao với mặt phẳng ABCD tại điểm C. Thì thông thường chúng ta sẽ bỏ điểm C thì chúng ta sẽ qua điểm S. Từ S chúng ta xem thử có đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng ABCD có sẵn hay là chúng ta phải dựng thêm. Dễ thấy chúng ta đã có sẵn là SA vuông góc với mặt phẳng ABCD tại điểm A. Thì suy ra C là điểm thứ nhất, A là điểm thứ hai. AC chính là hình chiếu vuông góc của SC lên mặt phẳng ABCD. Suy ra góc giữa SC với mặt đáy chính là góc giữa SC và AC, nó là góc SCA. Sau này khi chúng ta lên 12, chúng ta làm hoàn toàn là trắc nghiệm, thì khi đó việc xác định góc chúng ta phải xác định một cách nhanh chóng, và đương nhiên chúng ta cũng đâu có trình bày đâu. Đây chính là câu A. Nếu bây giờ chúng ta đi vào trình bày, thầy sẽ trình bày một câu duy nhất, đó là câu A. Còn những câu sau, thầy sẽ nói, và mục đích của video này đó chính là giúp chúng ta xác định nhanh góc chứ không đặt nặng, là thầy sẽ trình bày. Bước thứ nhất, tìm giao điểm SC giao với mặt phẳng ABCD bằng điểm điểm C. Bước thứ hai, bỏ C, chúng ta qua và S xem thử có S gì vuông góc. Chúng ta thấy ngay có SA vuông góc với mặt phẳng ABCD. Bài này là có sẵn chứ chúng ta không cần phải dựng thêm. Tại A. Suy ra góc giữa SC với mặt đáy nó chính là góc giữa SC và AC. Chúng ta có thể bỏ qua bước đó và chúng ta ghi đó luôn, coi như là góc SCA. Bây giờ chúng ta đi vào tính toán. Thì chúng ta tính như thế nào? Để tính góc hoặc là để tính cạnh thì tốt nhất chúng ta nên đặt nó vào tam giác. Nếu được thì là tam giác vuông, tam giác đều, tam giác đặc biệt. Còn nếu không được thì là tam giác thường. Rõ ràng SCA chúng ta sẽ đặt nó vào tam giác là SAC. Chúng ta đi tính góc này, chúng ta có được điều gì? Chúng ta có được là AC. Chúng ta mới chỉ có được là AC. AC chúng ta tính bằng định lý Pythagore. Như vậy chúng ta có được cạnh kề. Chúng ta có thể tính thêm cạnh huyền, hoặc chúng ta có thể tính thêm cạnh đối. Chúng ta tính như thế nào? Chúng ta chưa khai thác hết giả thuyết. Giả thiết người ta cho góc giữa SB và mặt phẳng ABCD là bằng 60 độ. Thì chúng ta sẽ đi xác định cái giả thiết trước. Sau đó chúng ta mới đi tính toán các câu ABCD. Trước tiên, thầy sẽ đi xác định góc giữa SB và mặt phẳng ABCD. Và ở đây, thầy sẽ không có đi vào trình bày nữa, mà thầy chỉ xác định vỉ hình, sau đó thầy ghi góc ra luôn. SB về mặt đáy, bước thứ nhất, giao điểm, điểm B. Bỏ điểm B, qua điểm S. Có S gì vuông góc? Có SA
vuông góc với mặt mặt đáy tại điểm A. Suy ra AB là hình chiếu vuông góc của SB lên mặt phẳng. Suy ra góc giữa SB và mặt đáy nó chính là góc SBA bằng 60 độ. Có góc đây 60 độ, chúng ta tính cạnh SA như thế nào? SA đặt vào tam giác SAB. SA là cạnh cạnh đối, AB là cạnh kề, đối chia chia kề. Như vậy tan lấy đối chia kề, chúng ta suy ra được SA. Chúng ta sẽ tính được là bằng 2 căn 3. Có được SA, có được AC. AC chúng ta tính từ Pythagore. Chúng ta dễ dàng tính được góc SCA. Công việc đó thầy sẽ để dành cho các bạn. Chúng ta qua câu B. Góc giữa SD và mặt phẳng SAB. SD mặt phẳng SAB. Bước 1, xác định giao điểm SD giao với mặt phẳng SAB tại điểm S. Bỏ điểm S ra thì chúng ta có thể là chọn một điểm phù hợp và thầy sẽ lựa chọn là điểm D. Thông thường là chúng ta chọn điểm còn lại. Từ D dựng đường vuông góc với mặt phẳng SAB. Chúng ta xem thử có sẵn hay là phải dựng. Chúng ta thấy ngay có DA vuông góc với mặt phẳng SAB. Đó là lý do vì sao ngay từ đầu chúng ta phải thấy được những đường nào vuông góc với mặt nào để chúng ta phục vụ cho những câu sau. Lý do vì sao DA vuông góc với mặt, vì nó vuông với AB và SA. Thầy nói lại câu B. Bước 1 S, bước 2 DA vuông góc tại A. Suy ra SA là hình chiếu vuông góc của SD lên mặt phẳng ABCD. Suy ra góc đó chính là góc DSA. Thầy sẽ trình bày thêm một câu B nữa. Bước 1. SD giao mặt phẳng ABC SAB tại điểm chấm S. Bước thứ hai, từ điểm D bài nào dựng chúng ta phải vẽ ra và nói bài này DA vuông góc với mặt phẳng SAB. Chúng ta mở ngoặc ra, chúng ta giải thích. Sau đó chúng ta suy ra góc cần tìm. Chúng ta qua câu C. Góc giữa SC và mặt phẳng SAB. Bước 1 giao điểm. Bước 2 từ C, chúng ta thấy ngay có CB vuông góc với mặt phẳng SAB tại điểm B. Suy ra S đều là điểm thứ nhất, B là điểm thứ hai. Suy ra SB là hình chiếu của SC lên mặt phẳng. Suy ra góc đó chính là góc BSC. Thay đổi thành màu khác để chúng ta dễ hình dung. Đây chính là câu C. Chúng ta suy nghĩ cách tính toán. Nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc là còn trao đổi, có thể bình luận bên dưới video. Thầy sẽ giải đáp ở video tiếp theo. Câu D. Góc giữa SB
và mặt phẳng SEC. Bước thứ nhất, giao điểm. Bước thứ hai, từ B, xem thử là có B gì vuông góc với mặt phẳng SEC hay không. Nếu bài này người ta đổi lại thành đáy là hình thôi, hoặc là đáy là hình vuông, thì rõ ràng chúng ta thấy được là BD nó vuông góc với EC. Nhưng bài này đáy là hình chữ nhật thì BD hoàn toàn nó không vuông góc với EC. BD đây nó không có vuông góc với mặt phẳng SEC. Thì câu D này, từ B chúng ta phải dựng đường thẳng vuông góc với mặt phẳng SEC, và thầy khẳng định đó không phải là BD. Ở video số 2, ở video trước thì thầy có đề cập tới việc là dựng đường vuông góc từ điểm đến mặt phẳng chứa đường cao. Thầy nhắc lại như sau: mặt phẳng SEC chứa SA, chúng ta hình dung B là một điểm ở dưới đáy. Như vậy những đường thẳng nằm ở trong mặt phẳng đáy vốn dĩ nó đã vuông góc với SA rồi, thì từ B chúng ta chỉ cần dựng đường thẳng vuông góc với EC. Chỉ cần dựng đường thẳng vuông góc với EC. Thầy có thể đặt là BH. Chúng ta suy ra BH vuông góc với EC là 1, BH vuông góc với SE là 2. Suy ra BH vuông góc với mặt phẳng SEC tại điểm H. S là điểm thứ nhất, H là điểm thứ hai. Suy ra SH chính là hình chiếu của FB lên mặt phẳng SEC. Suy ra góc, đó chính là góc BSH. Chúng ta qua câu E. Câu E đây thầy đánh nhầm lẫn là góc giữa SC với lại mặt phẳng là SAD. Thì xíu nữa thầy sẽ sửa lại thành mặt phẳng SAD. Nếu giữ nguyên câu E là góc giữa SC và mặt phẳng SBD, thì hiện tại khi chúng ta dựng đường vuông góc từ C đến cái mặt phẳng SBD thì việc dựng chúng ta dựng khó khăn. Thì thật ra chúng ta không làm theo kiểu dựng mà chúng ta có một kiểu khác, tức là dựa vào khoảng cách thì nó sẽ đơn giản hơn. Thì câu như thế này, nếu có bạn nào lớp 12 xem thì có thể là suy nghĩ và tính toán thử góc giữa SC và mặt phẳng SBD bằng bao nhiêu. Thầy có thể gợi ý đó chính là chúng ta dựa vào khoảng cách từ điểm đến mặt chúng ta làm. Chúng ta dựng đường vuông góc từ điểm đến mặt trong những cái trường hợp đơn giản, ví dụ như là mặt phẳng nó chứa đường cao thì chúng ta dựng nó sẽ dễ dàng hơn. Còn những câu như thế này chúng ta không lựa chọn cách dựng. Thầy sẽ sửa lại mặt phẳng SAD. Góc giữa SC và mặt phẳng SAD. Bước 1, xác định giao điểm SC giao với mặt phẳng SAD tại điểm S. Chúng ta bỏ S đi, chúng ta có thể là xuất phát từ điểm C. Xem thử là có đường nào vuông góc với mặt phẳng SAD có sẵn hay là chúng ta phải dựng. Thì thật ra mặt phẳng SAD là mặt phẳng chứa đường cao, nên từ C chúng ta chỉ việc là dựng đường thẳng vuông góc với cạnh đáy là xong. Thì từ C dựng đường vuông góc với AD, bài này có sẵn. Rõ ràng CD vuông với AD, vuông với SA. Suy ra CD vuông góc với mặt phẳng SAD. Đây chính là điều mà chúng ta phải thấy ngay từ đầu. Suy ra SD là hình chiếu của SC lên mặt phẳng SAD. Suy ra góc đó là góc CSD. Giả sử bài này không có cho đáy là hình chữ nhật mà cho đáy là hình thoi, thì đương nhiên chúng ta dựng từ C, chúng ta chỉ cần dựng đường thẳng vuông góc với lại AD, thì khi đó chúng ta sẽ có được hình chiếu. Chúng ta tự thực hiện và vỡ. Công việc tính toán nó cũng khá là nhẹ nhàng. Bây giờ thầy sẽ bổ sung thêm một câu F. Câu F như sau: gọi K là hình chiếu vuông góc của D lên cạnh SC.
Bây giờ yêu cầu xác định góc giữa KD và mặt phẳng ABCD thì chúng ta làm như thế nào? Bây giờ thầy đi phân tích. Bước 1, xác định giao điểm KD giao với mặt phẳng ABCD tại điểm D. Ý thứ hai, từ K dựng đường vuông góc với mặt phẳng ABCD. Chúng ta dựng như thế nào? Thì dựng chúng ta có thể là dựng trực tiếp hoặc chúng ta dựa vào tính chất song song. Thì rõ ràng mặt phẳng ABCD đây là mặt đáy. Chúng ta đã có XA vuông góc với đáy. Thì từ K này chúng ta chỉ việc dựng đường song song với XA. Các EC tại thầy có thể đặt là tại đây. Suy ra Y D chính là hình chiếu vuông góc của KD lên mặt phẳng ABCD. Suy ra góc cần tìm đó chính là góc KDI. Còn hãy nói đến chuyện là chúng ta tính góc như thế nào thì chúng ta cùng nhìn lại qua bài tập số 1 này. Chúng ta có những kiểu gì để chúng ta xác định góc giữa đường mặt? Thì việc đầu tiên là chúng ta đi tìm giao điểm. Ý thứ hai, nó sẽ có sẵn. Ví dụ như khi nãy mình có là góc giữa SC và mặt phẳng ABCD có sẵn đường cao từ S. Chúng ta đã có sẵn SA vuông góc với mặt phẳng ABCD. Như vậy kiểu thứ nhất đó là nó có sẵn. Kiểu thứ hai là chúng ta phải dựng, ví dụ như là góc giữa SB và mặt phẳng SEC chẳng hạn, giao điểm từ B chúng ta phải dựng. Dựng ở đây chính là dựng đường vuông góc từ điểm đến mặt phẳng chứa đường cao. Điểm nếu nó ở dưới đáy thì chúng ta chỉ cần dựng đường vuông góc với lại cái cạnh đáy mặt phẳng SEC. Có cạnh đáy là cạnh đáy EC. Thì từ B chỉ cần dựng đường thẳng vuông góc với cạnh đáy. Thì suy ra đây chính là cái đường vuông góc chúng ta cần tìm. Cái kiểu thứ ba chính là cái câu mà thầy mới thêm vào. Tức là nếu mà chúng ta cần dựng đường vuông góc với mặt phẳng đáy thì chúng ta có thể là kẻ song song với đường cao. Bây giờ chúng ta quay trở lại, chúng ta đi tính cái góc KDI như thế nào. Thì để tính góc thì chúng ta xem thử chúng ta đặt vào tam giác nào, có phải tam giác đặc biệt hay không. Thì rõ ràng chúng ta đặt vào tam giác KDI vuông tại Y. Chúng ta tính được điều gì? Chúng ta có thể tính được KD. KD chính là đường cao trong tam giác SDC. Tam giác này vuông tại D. Có KD là đường cao. Suy ra 1 chia cho DK bình bằng 1 chia cho DX bình cộng 1 chia cho DC bình. Chúng ta tính được KD. Bây giờ chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là chúng ta tính DI. Hai là chúng ta tính KI. Tiếp theo, chúng ta có thể tính KI bằng cách chúng ta đặt vào tam giác này. Có KI song song với SA. Chúng ta chỉ cần tính cái tỷ số là CK chia cho CX. Thì khi đó chúng ta sẽ có được là KI chia cho SA cũng bằng đúng tỷ số đó. Chúng ta tính được KI. Để đi tính tỷ số thì chúng ta có thể là xem lại video trước. Chúng ta tính tỷ số dựa vào một cái tính chất trong cái tam giác vuông. Chúng ta kết thúc bài số 1. Có vấn đề gì cần trao đổi thì các bạn có thể bình luận bên dưới video. Chúng ta qua bài tập số 2. Bài tập số 2 cho chóp S ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B. Biết AD độ dài là bằng 2A, BC độ dài là A và AB độ dài là A.
Thì ở đây AD chính là đây lớn AD song song BC, độ dài nó bằng 2 lần. Như vậy chúng ta sẽ vẽ AD bằng 2 lần BC. XA vuông góc với mặt phẳng ABCD. Cho góc giữa XC và mặt phẳng XEB là bằng 30 độ. Thì như vậy chúng ta sẽ khai thác hết giả thuyết, sau đó chúng ta sẽ đi tính lần lượt các cầu ABC. Góc giữa XC và mặt phẳng XEB. Bước thứ nhất, xác định giao điểm X. Bước thứ hai, bỏ X, chúng ta xuất phát từ C. Xem thử có C gì vuông góc với mặt phẳng XEB có sẵn hay là chúng ta phải dựng. Thì ở đây thấy ngay CB nó sẽ vuông góc với mặt phẳng XEB tại điểm B. Suy ra XB chính là hình chiếu của XC lên mặt phẳng XEB. Đó chính là góc CXB. Góc đây bằng 30 độ. Bây giờ chúng ta đi vào câu A. Xác định góc giữa EC và mặt phẳng ABCD. Thấy ngay, giao điểm bỏ C xuất phát từ S. Chúng ta có sẵn là SA vuông góc mặt phẳng ABCD tại điểm A. Suy ra AC là hình chiếu của EC lên mặt phẳng ABCD. Suy ra góc cần tìm ở câu A đó chính là góc SCA. Là góc này. Đây chính là góc ở câu A. Bây giờ chúng ta đi vào tính toán. Thì chúng ta tính toán như thế nào? Thì rõ ràng để đi tính góc C này, chúng ta sẽ đặt vào tam giác là SAC. Tam giác này là vuông tại A. Để đi tính góc, chúng ta có thể hình dung chúng ta đi tính cạnh AC. Chúng ta cũng có thể đi tính thêm SA. Sau đó tìm tan lấy đối chia chia kề là xong. Nếu không tính SA thì hoàn toàn chúng ta có thể đi tính AC và SC. Thì đây là chính là cạnh kề, đây là chính là cạnh huyền. Tìm cos chúng ta lấy kề chia cho huyền. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện tính AC là công việc dễ dàng nhất. AB theo giả thuyết cũng bằng A. Tam giác ABC rõ ràng là vuông cong tại B. Suy ra chúng ta có thể dùng Pythagore hoặc là chúng ta có thể nói ngay AC chính là bằng E căn 2. Bây giờ chúng ta đi tính SC hay là đi tính SA? Thì giả thuyết người ta cho góc BSC là bằng 30 độ, chính là góc giữa SC và mặt phẳng XEB. Thì rõ ràng tam giác SBC là tam giác vuông tại B. Lý do chúng ta có thể thấy hoặc là chúng ta chứng minh được rằng là CB sẽ vuông góc với mặt phẳng là XEB, lý do vuông với EB và XA.
tam giác SBC vuông tại B có cạnh BC. Đây chính là cạnh đối của góc S. Chúng ta dễ dàng chúng ta tìm tính được SC. Như vậy là tìm sin lấy đối chia cho huyền thì suy ra SC chúng ta dễ dàng chúng ta tính được. SC nó sẽ bằng 2A. Sin 30 độ sẽ bằng BC cạnh đối chia cho huyền. Sin 30 độ là bằng 1/2. Từ đó chúng ta tính được là SC. Có SC, có AC. Chúng ta dùng cos, cos là bằng G chia cho huyền. Từ đó chúng ta tính được. Chúng ta tiếp tục câu B. Góc giữa SB và mặt phẳng SAC Bước 1, xác định giao điểm. Bước 2, chúng ta bỏ điểm S, chúng ta xuất phát từ B. Thì như những bài trước, từ B, B là một điểm ở dưới mặt phẳng đáy, dựng đường vuông góc với mặt chứa đường cao. Sau này khi học về khoảng cách thì chúng ta sẽ biết được cái cách là dựng đường vuông góc từ điểm đến mặt. Và cụ thể bài này là mặt phẳng chứa đường cao. Thì chúng ta chỉ còn xác định cạnh đáy AC và từ B dựng đường vuông góc với AC là xong. Chúng ta tiến hành. Từ B dần đường vuông góc AC, chúng ta thấy rằng tam giác ABC là vuông cân tại B. Suy ra đường cao, đó chính là đường trung tuyến. Thầy nói lại một lần nữa, từ B dựng đường vuông góc tới mặt phẳng SAC là mặt phẳng chứa đường cao. Chúng ta chỉ còn xác định cạnh đáy AC và từ B dựng đường vuông góc với AC. Thì khi đó BH nó sẽ vuông góc với mặt phẳng SAC. S và đây là H. SH chính là hình chiếu vuông góc của SB lên mặt phẳng SAC. Suy ra góc cần tìm là góc BSH. Chúng ta có thể tính được SB, chúng ta có thể tính được BH và từ đó chúng ta tính độ dài góc. Lưu ý H nó chính là trung điểm. Tiếp tục qua câu C. Góc giữa SD và mặt phẳng SAC. Bước 1, xác định giao điểm. Bước 2, từ D dần đường vuông góc với mặt phẳng SAC. Mặt phẳng SAC cũng là mặt phẳng chứa đường cao. Như vậy chúng ta chỉ cần xác định cạnh đáy AC và từ D dần đường vuông góc với AC là xong. Ở câu C này, từ D dần đường vuông góc với AC có một điểm đặc biệt. Bây giờ thầy sẽ vẽ cái hình thang. Chúng ta hình dung như sau. Thầy vừa vẽ cái đáy ABCD dưới dạng mặt phẳng để chúng ta dễ hình dung.
Rõ ràng AE nó là bằng A. Suy ra A, B, C, E nó là hình vuông. Lý do là bên đây nó cũng sẽ bằng A, A, A. Vuông, hình vuông. Thì dẫn đến góc này là bằng bằng 45 độ. Tam giác CED nó là vuông cân tại E. Lý do là bên đây là A, EC cũng bằng A. Suy ra góc ngay đây là 45 độ. Suy ra DC rõ ràng nó sẽ vuông góc với AC. Nên bài này nếu bạn nào dựng từ D mà dựng như thế này thì rõ ràng là nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả của chúng ta. Hoàn toàn không phải. Nó chính là DC, đây là một đường có sẵn. Thầy nói lại câu C. Bước 1 tìm giao điểm. Bước 2 từ D dựng đường vuông góc với mặt phẳng SAC. Bài này có sẵn nhưng mà nó sẽ gây cho chúng ta cái sự nhầm lẫn là đôi khi chúng ta lại đi dẫn. Đó chính là DC nó vuông góc với mặt phẳng SAC. Suy ra CS nó chính là hình chiếu vuông góc của SD lên mặt phẳng SAC. Suy ra góc chúng ta cần tìm là góc CSD. Tam giác SCD nó là một tam giác vuông tại C. Lý do khi nãy chúng ta vừa nói là DC nó vuông góc mặt phẳng SAC, suy ra đương nhiên nó sẽ vuông với lại SC. Chúng ta chỉ còn đi tính hai cạnh là chúng ta sẽ giải quyết xong câu C. Như vậy thầy đã định hướng cho chúng ta giải quyết hai bài tập 1 và 2. Mục đích là để chúng ta biết cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Chứ chúng thầy chưa đề cập tới cái việc là chúng ta giải. Thì có vấn đề gì cần trao đổi thì các bạn có thể là bình luận bên dưới video. Có một bài tập về nhà để chúng ta thực hiện. Hôm sau chúng ta sẽ đi tìm hiểu góc giữa hai mặt phẳng và góc giữa hai đường thẳng. Hẹn gặp lại ở video sau. Chào tất cả các bạn.